Đông Timor được vinh danh, dịch vụ ví điện tử Mosan của Telemor, thương hiệu Viettel tại Đông Timor, nhận giải thưởng nhà cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất, đóng góp lớn nhất cho sự phát triển ngành tài chính tại Đông Timor. Ví điện tử Mosan của Telemor đã vượt qua các ngân hàng lớn trên thế giới ở nhiều tiêu chí và giành giải thưởng này. Đại diện Ngân hàng Trung ương Đông Timor đánh giá cao những đóng góp của Telemor trong việc xây dựng một mạng lưới rộng khắp và đem lại sự tiện lợi cho người dân trong dịch vụ tài chính. Bank Central August là giải thưởng thường niên của Ngân hàng Trung ương Đông Timor tôn vinh các đơn vị có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng tại quốc gia này. Ra mắt từ tháng 10 năm 2018, Mosan của Telemor là ví điện tử đầu tiên cung cấp bởi một nhà mạng viễn thông tại Đông Timor. Sau gần một năm, Mosan duy trì tốc độ tăng trưởng thuê bao hàng tháng ở mức 40% và nhanh chóng phát triển, với hơn 400 điểm giao dịch chuyển tiền phù khắp đất nước. Mạng lưới này nhiều hơn tổng số chi nhánh, phòng giao dịch của cả năm ngân hàng đang hoạt động tại Đông Timor cộng lại, với Mosan người dân đông timor ở cả thành thị và nông thôn có cơ hội tiếp cận sử dụng các dịch vụ tài chính di động dễ dàng thuận tiện